Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim màu tím dưới phần bình luận nha. Để tăng cái độ may mắn lên nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều ở trong giai đoạn này đã theo dõi và quan tâm. Anh chị nhà đầu tư nào tham gia vào room VIP, tham gia vào room khách hàng đồng hành cùng với em trong giai đoạn tới để xây dựng cơ cấu lại danh mục thì anh chị nhà đầu tư cố gắng liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Chúng ta cùng nhau đồng hành vượt qua những cái giai đoạn khó cũng như giai đoạn tốt của thị trường nha anh chị, để cùng nhau kiếm lợi nhuận trên thị trường. Ok, thì anh chị nhà đầu tư nào đang có những cái danh mục thật sự khó khăn và chưa biết cơ cấu như thế nào thì thị trường hồi thì danh mục của anh chị đang hồi, nhưng mà để mà có lợi nhuận á thì anh chị nhà đầu tư cảm giác như cái danh mục đây mà để mà có lợi nhuận thì rất lâu và rất khó khăn. Thì hiện tại thì em Lâm sẽ nhận để xây dựng lại những cái danh mục cho quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị nào cần liên hệ ngay với em Lâm nha. Thì sáng nay mình đã nói anh chị thì với cái xu hướng này thì nó sẽ đủ nhịp T cộng, ví dụ như một số mã cổ phiếu mình đã nhắn tin lên cho quý anh chị nhà đầu tư rồi ở trong cái phần mà nhận định thị trường buổi sáng anh chị, những cái mã cổ phiếu mạnh. Thì đi qua một tí về câu chuyện đó là hiện tại thì mình đang có cái nhu cầu tuyển thêm một số bạn trẻ thật sự đam mê với thị trường tài chính này, tại vì mấy em mà vào được vừa rồi thì bây giờ để bắt đầu cũng tương đối là thành công rồi. Thành ra mình muốn tuyển tiếp những cái bạn trẻ nào thật sự mà có đam mê với thị trường nha, cố gắng nếu như mà có những cái nhiệt huyết, đam mê, khát vọng vượt qua cái sự khó khăn cũng như là tìm kiếm cái cơ hội đó, tự do tài chính cũng như là kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những bạn trẻ, tại vì mình thích những bạn trẻ nào đang khó khăn, tại vì nó gặp giống cái hoàn cảnh của mình ngày trước anh chị, thì mình được rất nhiều người giúp. Thành ra bây giờ là khi mà mình có được chú ích rồi thì mình cũng muốn giúp lại những cái bạn này hoàn toàn miễn phí thôi. Những cái bạn nào cần liên hệ ngay với mình nhưng mà phải cháy hết mình nha. Khi tham gia cùng với mình thì mình đã nói gì, nói từ đầu luôn là phải cháy hết mình, còn nếu như không làm thì đừng liên hệ, mất công tốn thời gian của hai bên, không được gì hết. Mình dành miễn phí ra để mình dành cho mấy bạn cơ hội để mà thay đổi cuộc đời, chứ không phải là một cái chuyện gì đó ở nhỏ. Nên thành ra mấy bạn khi mà liên hệ với mình phải có một khát khao lớn, một cái sự vượt qua cái nỗi sợ hãi tiến về phía trước. Ok, thì đi vào câu chuyện của thị trường đi. Liên hệ nha, nếu như mấy bạn mà có cái sự quyết tâm đó liên hệ ngay với mình. Ok, thì không làm mất thời gian của quý anh chị nhà đầu tư nữa nha. Thì bây giờ mình sẽ đi về câu chuyện đó là thị trường, phân tích tí về thị trường anh chị. Thì về xu hướng về mặt ngắn hạn thì em có nói trên những cái video trước rồi, khả năng thị trường đầu phiên đầu tuần thì có thể nó hồi về 1140, 1150 đúng không chị? Xa nữa thì có thể 1160, 1170, có thể là 1178 rồi. Thì nó sẽ gặp cái kháng cự. Thì ở trong cái giai đoạn này anh chị thì nó hồi phục lên thì mình tập trung cơ cấu xây dựng về danh mục là nó hiệu quả, tại vì danh mục vừa rồi mình nhận được rất nhiều danh mục nhưng mà danh mục của anh chị nhà đầu tư nó hơi hoang mang, nói chung là nó lộn xộn lắm, rất khó mà mình sắp xếp nó lại nề nếp một tí thì cái cơ hội của anh chị nhà đầu tư nó cao. Với cái nhịp hồi phục này thì mình nghĩ là cái nát của anh chị nhà đầu tư có thể nó hồi phục được 5%. 5% là ít nha anh chị, nếu như mà đánh những cái mã cổ phiếu tốt thì có thể nó hồi phục lại tốt luôn. Thì đa phần thì khi mà gửi tài khoản cho mình á thì mình thấy tổng hợp lại thì mình thấy là rất nhiều tài khoản từ 10 đến 12% đều thua lỗ, từ 10 đến 12% nha anh chị. Cứ thua lỗ theo nhịp này, 10 đến 12%. Thì mình có nói rồi, bây giờ là 10 đến 12% thì cái nhịp hồi phục này có thể nó sẽ kéo về được 5%, thì anh chị tổng nát của anh chị nhà đầu tư là gì anh chị? Đó là còn lỗ 7-8% thì cái nhịp này cũng khá là may mắn rồi. Nếu như mà nó hồi lại được thì cũng khá là may mắn. Một số anh chị nhà đầu tư cơ cấu rồi đúng không anh chị? Cơ cấu rồi và xây dựng rồi thì cố gắng làm sao đó lựa những cái tín hiệu đẹp rồi mình mới vào, mình full tiền nha anh chị. Mình full hàng. Còn lại thì trong giai đoạn này thì vẫn giao dịch T cộng thôi, giao dịch nhỏ thôi anh chị, đừng có ham nhiều quá nha anh chị. Mình vẫn hướng anh chị nhà đầu tư đi theo cái đó. Và khi cơ hội thị trường tới thì anh chị nhà đầu tư về bờ lấy lại cái khoản thua lỗ rất nhanh. Cứ bình tĩnh thôi. Nói chung là mình phải bình tĩnh, đứng ở một cái góc độ của nhà đầu tư, mình quan sát và đánh giá như vậy. Thì anh chị nhà đầu tư nào mà đang gặp cái khó khăn thì cứ liên hệ để mình có thể hỗ trợ đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Ok, thì hôm nay thì tại sao về cuối phiên thì cái sự hưng phấn của thị trường nó có trở lại vậy? Tại vì một số công ty chứng khoán thì người ta có nâng lại cái tỷ lệ margin. Sau cái đợt cắt giảm tỷ lệ margin thì hôm nay người ta quay trở lại và có thông tin là đâu đó là một vài phiên nữa thì có thể là cấp lại cái tỷ lệ margin, làm cho những nhà đầu tư họ có cái phần tự tin hơn và tham gia vào mạnh ở trong giai đoạn này hơn. Nó làm củng cố thêm cái niềm tin cho thị trường anh chị, thì củng cố thêm cho cái tín hiệu là hai đáy của ở cái nhịp hồi phục ngắn hạn, nên thành ra là dồn về cuối phiên nhiều. Và bây giờ thì mình hôm nay thì mình tham gia vào SHS thêm một ít nữa, tại vì cái giá trung bình, nói thật với anh chị nhà đầu tư luôn anh chị, giá trung bình mình vào hai nhịp rồi. Hôm trước mình bắt đáy hơi sớm thì giá trung bình của mình 18,2 lần, thì bây giờ nó lên 17,6 rồi thì gần về bờ rồi. Mình nói thật với anh chị nhà đầu tư như vậy. Thì SSI thì mình có lợi nhuận đó anh chị, bắt ở cái vùng giá
Bắt ở cái vùng giá 32.5 đúng không chị? 32.5 thì anh em mình là SI là về bờ có lợi nhuận rồi. Nhưng mà SHS thì chưa về về bờ có lợi nhuận nha anh chị. Đó là chia sẻ thật lòng với chị nhà đầu tư như vậy. 32.2 thì bây giờ là SI có lợi nhuận rồi. SHS thì chưa có. Thì hôm nay mình nói chị nhà đầu tư là bắt thêm ít đối với mã này. Tại sao lại bắt đối nhóm chứng khoán anh chị? Tại vì mình kỳ vọng đó là qua một vài ngày tới thì bắt đầu là họp về hệ thống KRX á, thì nếu như nó kéo lên được thì anh chị nhà đầu tư cũng sẽ được một phần lợi nhuận về cái mặt ngắn hạn. Đó là đánh ngắn hạn nha anh chị. Đó là đánh ngắn hạn, giao dịch ngắn hạn ở trong cái giai đoạn này hướng anh chị nhà đầu tư tới vậy. Bắt ít thôi mà mình kỹ lắm anh chị, mình nhắc nhở anh chị nhà đầu tư rồi. Đời này thì anh chị nhà đầu tư phải tuân thủ cái việc cắt lỗ sớm nha anh chị. Nếu như trường hợp là cái cổ phiếu nó không đi đúng như cái kỳ vọng thì cái lượng hàng ít đó anh chị nhà đầu tư phải xử lý. Ok, thì nếu như đợt này hồi lên thì mình nghĩ là đa phần anh chị nhà đầu tư sẽ khỏe trở lại. Mình cũng mong muốn là có một cái nhịp hồi tốt anh chị, để mà anh chị nhà đầu tư có thể là hồi phục lại một phần nào đó tài khoản để mà tiến tới những cái nhịp tốt hơn trong giai đoạn tới nha. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá đây là một cái nhịp ngắn hạn trước mắt đã nha anh chị, còn phụ thuộc vào thị trường, phụ thuộc từng thông tin nữa. Thì em Lâm sẽ cố gắng theo để mà cập nhật thông tin cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Chiều hôm nay thì sau xong mình chia sẻ cái ấy trước nha anh chị, rồi sau đó mình phân tích kỹ thuật tới cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Thì mình nhận được những cái thông tin nha anh chị, thì với cái lãi suất hiện tại thì một số ngân hàng lớn thì người ta có lãi suất huy động anh chị khá là thấp. Tuy nhiên là cái lượng tiền mà đổ vào cái ngân hàng anh chị tương đối nhiều. Một số khách hàng của mình cũng vậy. Lâm ơi, bây giờ là gửi ngân hàng tiết kiệm cái tiền lợi nhuận nó ít quá, bây giờ cứ gửi vào đó thì không có lợi nhuận gì hết. Tính ra tính đi tính lại thì không có lợi nhuận cao, không 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 có lãi suất cao được anh chị. Thành ra là anh chị nhà đầu tư đang nóng ruột là muốn tiền tới một cái kênh nào đó khác để mà đầu tư, tại vì bây giờ là gửi tiền vô ngân hàng thì lãi suất thấp quá. Thì anh chị thấy nhưng cái hiện tại của cái vấn đề này là sao anh chị? Dân vẫn tiếp tục đổ vào để gửi tiết kiệm, tại vì cái kinh doanh làm ăn bên ngoài nó rất là khó, và cái kênh đầu tư cũng như là kênh làm việc, kênh mà để sinh ra tiền anh chị bây giờ nó rất là hiếm. Chỉ có chứng khoán là mình thấy là hấp dẫn thôi, còn lại anh chị thấy bất động sản nó không khó đúng không chị, nhưng mà người ta đổ vào để mà gửi tiết kiệm tương đối cao anh chị. Cái xu hướng đổ vào gửi tiết kiệm tương đối cao anh chị thấy cái vấn đề hay không chị? Tại vì cái bên ngoài nó rất khó làm ăn kinh doanh, bây giờ mở ra làm ăn kinh doanh bên ngoài nó rất khó, thì xu hướng người ta vẫn đi gửi tiết kiệm. Những người mà không chưa tìm tới chứng khoán, chưa biết chứng khoán, người ta vẫn tập trung vào là gì anh chị, đó là tìm kiếm, đó là gửi tiết kiệm anh chị. Ok, thì về cái vấn đề của chỉ số index thì anh chị nhà đầu tư thấy rồi, thì nó sau khi nó phá kênh giá giảm thì mình có vẻ kênh giá giảm cho quý anh chị nhà đầu tư đây rồi. Sau khi nó phá kênh giá giảm, cây nến này nó đã phá qua và nó đi lên, thì hiện tại bắt đầu nó chui lên mây anh chị, nó chui lên mây về cái mặt ngắn hạn và nó đang hướng về. Thì ở đây anh chị thấy cái eo mây nhỏ thì nó xuyên qua được cái eo mây nhỏ này, thì khả năng trước mắt thì nó sẽ lên cái vùng bán này đã anh chị, nó lên cái vùng bán đó là 1140, 150, cao hơn nó là 1155 gì đó. Sau đó thì nó sẽ tiếp cận cái vùng giá kháng cự phía trên này, thì nếu như nó đi một nhịp lên đây chỉnh xong nó đi tiếp một nhịp nữa thì khả năng nhịp hồi phục này có thể nó lên được 1170 đến 1180. Đây cũng là một trong những nhịp hồi phục ngắn hạn tốt. Đầu tiên thì nó sẽ lên 1150, 1170 đã. Tuy nhiên anh chị nhà đầu tư phải chú ý cho em về cuối tuần nha anh chị. Cuối tuần là hạn chế đua về cuối tuần. Tập trung về cái đầu tuần anh chị nhà đầu tư có thể giao dịch ngắn hạn. Còn lại về cuối tuần thì hạn chế, tránh cái trường hợp là nó sẽ chỉnh lại nha anh chị. Mình sẽ mất cái lợi thế về mặt ngắn hạn. Đó là đầu tư cho anh chị nhà đầu tư về về mặt ngắn hạn nha anh chị. Còn khi thị trường hồi lên hoặc là có những mã cổ phiếu gì đó xấu quá thì anh chị vẫn tập trung cơ cấu cho em để mà dồn lực đánh một cái trận khi mà nó có những cái tín hiệu tích cực hơn để mình có thể dồn lực vào ở trong giai đoạn này. Về chỉ số index hoặc là một số mã cổ phiếu thì mình có nói với anh chị nhà đầu tư sáng nay rồi, ví dụ như HV rồi IDC rồi đó anh chị, rồi SSI không, SSI nó cũng tạo thành hai đáy rồi, SHS nó cũng tạo thành mô hình hai đáy, nếu nó đi lên được thì ok. DBC rồi hầu như là mô hình hai đáy, nếu như mà nó hồi phục đi lên lại được thì những cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục có một nhịp hồi phục ngắn để cho anh chị nhà đầu tư đủ lực. Nếu như mà nay mai hàng SI về SHS về mà có lợi nhuận thì mình thông báo cho quý anh chị nhà đầu tư canh chốt anh chị. Chốt tại vì nhịp này nhịp ngắn hạn mà, tập trung đánh ngắn hạn trước đã. Còn lại thì trong danh mục của anh chị nhà đầu tư cố gắng làm sao đó cơ cấu xây dựng lại cho em tí cho nó ổn định hơn cho em một xíu là mọi thứ em nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Từ từ rồi mọi chuyện nó sẽ qua đi anh chị. Mình nghĩ là từ từ mọi chuyện nó sẽ qua đi. Cái nhiều cái tốt đẹp hơn nó sẽ đến với nhà đầu tư thôi. Em nghĩ là như vậy. Cố gắng làm sao đó tập trung đi cùng với cái thị trường cũng như là cố gắng bám sát để mình có thể là kiếm cơm ở trên thị trường được nha anh chị. Em nghĩ là giai đoạn này nếu như mọi thứ ổn định thì có thể kiếm cơm được. Còn riêng về cái vấn đề của thằng Israel với thằng Palestine đúng không chị?
Thì anh chị nhà đầu tư sẽ đánh giá nó theo cái góc độ là nếu như nó kéo dài anh chị thì nó sẽ tác động tới giá dầu khá là nhiều, anh chị tác động tới giá dầu nhiều thì biến đổi anh chị thấy là giai đoạn này cực kỳ phức tạp về cái địa chính trị đúng không anh chị. Thì sắp tới thì Trung Quốc sẽ qua thăm thì cái vấn đề này thì mình nói anh chị nhà đầu tư có thể là mình phải bàn sâu hơn, bàn sâu hơn nếu như có dịp cà phê thì mình sẽ bàn sâu hơn với anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Hôm nay thì có một phiên hồi phục thì tương đối thì cái sự nhẹ nhõm cũng như cái sự vui tươi của anh chị nhà đầu tư nó đã quay trở lại rồi anh chị. Thì mình kính chúc anh chị nhà đầu tư là luôn luôn gặt hái được nhiều may mắn, cho đi là nhận lại và sẽ có cơ hội rất lớn nha tới để anh chị kiếm lợi nhuận cũng như là một số anh chị nhà đầu tư có thể về bờ. Thị trường này thì ổn, thị trường này thì ổn để về bờ anh chị từ 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 anh chị nhà đầu tư sẽ về bờ. Đừng nóng vội là anh chị nhà đầu tư sẽ mắc lại cái sai lầm và anh chị nhà đầu tư cái khoản lỗ anh chị nó to ra và rất khó để xử lý. Đó. Nếu như anh chị nhà đầu tư tin tưởng đồng hành cùng em Lâm thì liên hệ ngay với em để em có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành với chị nhà đầu tư. Em Lâm xin chúc anh chị nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Đó. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo.